về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Lan. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong bài học ngày hôm nay. Ở bài học hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đi làm bài tập của bài số 16, ôn tập và bổ sung về giải toán, đúng không nhỉ? Đến bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập của bài số 17, luyện tập trong sách bài tập toán lớp 5, tập 1, trang số 22 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài tập số 1 này. Đề bài người ta cho con biết đó là Minh mua 20 quyển vở hết 40.000 đồng. Hỏi Bình mua 21 quyển vở loại đó hết bao nhiêu tiền? Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán số 1 nhé. Tóm tắt này. Minh mua 20 quyển vở thì hết 40.000 đồng. Hỏi Bình mua 21 quyển vở thì hết bao nhiêu tiền, đúng không nhỉ? Như vậy, muốn tính xem Bình mua 21 quyển vở loại đó hết bao nhiêu tiền thì chúng ta sẽ phải đi tính xem giá tiền của một quyển vở là bao nhiêu. Ta chỉ cần lấy mua 20 quyển vở thì hết 40.000 đồng. Ta lấy 40.000 đồng chia cho 20 quyển sẽ ra giá tiền của một quyển. Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng tính được số tiền mà Bình mua 21 quyển vở là bao nhiêu. Ta chỉ cần lấy giá tiền của một quyển vở nhân với 21 quyển vở là ta sẽ ra kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày bài tập số 1 nhé. Đầu tiên này, chúng ta sẽ đi tính giá tiền của một quyển vở là ta sẽ lấy 40.000 đồng là giá tiền của 20 quyển vở chia cho 20 quyển vở. 40.000 mà chia cho 20 ta được kết quả đó là 2.000 đồng. Đúng không nhỉ? Sau khi tính được giá tiền của một quyển vở thì ta sẽ dễ dàng tính được xem số tiền Bình mua 21 quyển vở là số tiền Bình mua 21 quyển vở là ta sẽ lấy giá tiền của một quyển vở là 2.000 đồng nhân với 21. 2.000 đồng mà nhân với 21 ta được kết quả đó là 42.000 đồng. Hoặc chúng ta có thể tính theo cách số 2, đó là sau khi tính được giá tiền của một quyển vở, ta thấy rằng 21 lớn hơn 20 một đơn vị. Từ đó ta chỉ cần lấy tổng giá tiền của 20 quyển vở là 40.000 đồng cộng với giá tiền của một quyển vở là 2.000 đồng. Ta sẽ ra kết quả là 42.000 đồng, tương tự với cách đầu tiên nhé. Từ đó cô có đáp số cho bài toán số 1 là 42.000 đồng. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 2 nhé. Đề bài người ta cho con biết đó là nếu trung bình cứ 20 giây có một em bé ra đời thì có bao nhiêu em bé ra đời trong 1 phút này, trong 1 giờ và trong 1 ngày. Như vậy, muốn tính xem có bao nhiêu em bé ra đời trong 1 phút, trong 1 giờ và trong 1 ngày mà người ta đã cho con biết đó là trung bình cứ 20 giây thì có một em bé ra đời, thì chúng ta sẽ phải đi đổi các đơn vị từ phút, từ giờ, từ ngày sang đơn vị đó là giây. Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng tính được xem em bé ra đời trong 1 phút thì được bao nhiêu em, trong 1 giờ thì có bao nhiêu em bé ra đời và trong 1 ngày có bao nhiêu em bé ra đời, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán này trước đã. Tóm tắt. Một phút thì ta bằng 60 giây. Như vậy 1 giờ thì có 60 phút, 1 phút lại có 60 giây, ta chỉ cần lấy 60 nhân 60. Và ta được kết quả đó là 3.600 giây.
Như vậy, một ngày sẽ có bao nhiêu giây nhỉ? À, một ngày thì có 24 giờ. Ta sẽ lấy 24 giờ nhân với 1 giờ thì có 3.600 giây. Và ta sẽ được kết quả đó là 24 mà nhân với 3.600 bằng 86.400 giây. Và ta đã biết rằng cứ 20 giây thì có một em bé ra đời. Như vậy người ta hỏi con đó là 1 phút, 1 giờ, 1 ngày có hỏi chấm em bé ra đời. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập này nhé. Bài giải. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đi tính xem số em bé ra đời trong 1 phút là số em bé ra đời trong 1 phút là ta sẽ lấy 1 phút thì có 60 giây, ta chỉ cần lấy 60 chia cho 1 em bé thì trung bình cứ 20 giây lại ra đời, bằng 60 chia 20 và kết quả được là 3 em bé. Tiếp theo này, số em bé ra đời trong 1 giờ là 1 giờ thì có 3.600 giây. Như vậy, ta chỉ cần lấy 3.600 chia cho 1 em bé thì 20 giây cứ ra đời một lần, bằng 3.600 mà chia cho 20. Ta được kết quả đó là 180 em bé. Và cuối cùng đó là số em bé ra đời trong 1 ngày là ra đời trong 1 ngày là ta chỉ cần lấy 1 ngày thì có 86.400 giây chia cho 20 giây thì có một em bé ra đời. Ta được phép tính 86.400 chia cho 20. 86.400 mà chia cho 20 ta sẽ được kết quả đó là 4.320 em bé. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 2, đó là 1 phút có 3 em bé, 1 giờ thì có 180 em bé và 1 ngày thì có 4.320 em bé. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 3 nhé. Đề bài người ta cho con biết đó là khoanh và chịu chặt trước kết quả đúng. Một người làm trong 2 ngày được trả 72.000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? A nhỏ 144.000 đồng, B nhỏ 216.000 đồng, C nhỏ 180.000 đồng và D nhỏ 108.000 đồng. Bây giờ muốn tính xem với cái mức trả công là 2 ngày thì được trả 72.000 đồng thì người đó làm trong 3 ngày được trả bao nhiêu tiền? Thì việc đầu tiên của chúng ta sẽ phải đi tính xem. Đi tóm tắt trước đã nhé. Tóm tắt 2 ngày thì được 72.000 đồng. Và với cái mức tiền công như thế thì 3 ngày được trả bao nhiêu đồng, bao nhiêu tiền đúng không nhỉ? Như vậy thì chúng ta chỉ cần tính xem một ngày người đó được trả bao nhiêu tiền công
Rồi sau khi tính được giá tiền của một ngày tiền công, ta sẽ dễ dàng tính xem trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền công, đúng không nhỉ? Đầu tiên ta sẽ đi tính giá tiền làm trong một ngày công là, ta sẽ lấy 2 ngày thì được trả 72.000 đồng như vậy. Một ngày sẽ bằng 72.000 đồng chia cho 2. 72.000 đồng mà chia cho 2 ta được kết quả đó là 36.000 đồng. Sau khi tính được giá tiền làm trong một ngày công, ta sẽ dễ dàng tính xem giá tiền làm trong 3 ngày công. Giá tiền làm trong 3 ngày công là, ta sẽ lấy giá tiền làm trong một ngày công là 36.000 đồng nhân với 3. 3 nhân 0 là 0 này. 3 nhân 0 là 0 này. 3 nhân 0 là 0 này. 3 nhân 6 là 18, viết 8 nhớ 1 này. 3 x 3 là 9 thêm 1 là 10. Như vậy ta được kết quả đó là 108.000 đồng. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 3 là 108.000 đồng. Và đây chính là đáp án D trong bài toán, đúng không nhỉ? Và cô sẽ khoanh được đáp án D trong bài số 3 này. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 4 nhé. Đề bài người ta cho con biết đó là cửa hàng để bảng giá một tá bút chì là 15.000 đồng. Bạn An muốn mua 6 cái bút chì loại đó thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền? Như vậy, muốn tính xem bạn An muốn mua 6 cái bút chì loại đó thì hết bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ có hai cách làm, đúng không nhỉ? Và các con phải lưu ý cho cô đó là một tá bút tức là 12 cái bút nhá. Ta sẽ đi tóm tắt bài toán này trước đã. Một tá bút thì hết 15.000 đồng. Như vậy 6 cái bút thì hết hỏi chấm đồng. Với bài toán này chúng ta sẽ có hai cách làm, đúng không nhỉ? Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi tính số tiền bạn An mua một cây bút chì là bao nhiêu tiền. Ta chỉ cần lấy mua một tá bút thì hết 15.000 đồng. Như vậy một chiếc bút ta sẽ lấy 15.000 đồng chia cho 12 là ta sẽ ra kết quả. Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng tính được số tiền bạn An mua 6 cái bút chì bằng cách lấy số tiền bạn An mua 1 cây bút chì nhân với 6 là ta sẽ ra kết quả. Hoặc cách số 2, chúng ta thấy rằng 12 chia cho 6, đúng không nhỉ? Như vậy ta sẽ tính xem 6 so với 12 gấp bao nhiêu lần? 6 so với 12 thì giảm bao nhiêu lần? Ta chỉ cần lấy 12 chia cho 6, ta được kết quả đó là 2 lần. Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng tính được số tiền bạn An mua 6 cái bút chì bằng cách số tiền mua một tá bút chì tức là 12 chiếc bút chì là 15.000 đồng chia cho 2 là ta sẽ ra kết quả. Bây giờ cô sẽ trình bày cách số 2 rồi trình bày ra nháp cách số 1 nhé. Đầu tiên ta sẽ đi tính xem 6 so với 12 giảm số lần là, 6 so với 12 giảm số lần là, ta sẽ lấy 12 chia cho 6, ta được kết quả đó là 2 lần. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được số tiền bạn An mua 6 cái bút chì là, ta sẽ lấy giá tiền mua 12 cái bút chì là 15.000 đồng, ta chia cho 2, bởi vì 6
Giảm 2 lần so với 12 đúng không nhỉ? 15.000 mà chia cho 2 ta được kết quả đó là 7.500 đồng. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 4 là 7.500 đồng. Rồi, bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi trình bày cách số 2 nhé. Đầu tiên là ta sẽ đi tính xem số tiền bạn An mua một cây bút chì là bao nhiêu. Số tiền bạn An mua một cây bút chì. Số tiền bạn An mua một cây bút chì là mua một tá bút chì, tức là 12 cái bút chì thì hết 15.000 đồng như vậy. Muốn tính xem số tiền của một chiếc bút chì, ta chỉ cần lấy 15.000 đồng chia cho 12. 15.000 mà chia cho 12. Ta sẽ lấy 15 chia cho 12 ta được 1 này. 1 x 12 bằng 12, 15 trừ 12 ta được 3. 3 không chia cho 12 ta hạ 0 xuống ta được 30. 30 mà chia cho 12 ta được kết quả là 2. 2 x 12 bằng 24. 30 trừ 24 cho được 6 này. 6 lại không chia cho 12, không chia hết cho 12 được. Như vậy ta lại hạ 0 xuống, ta được 60. 60 mà chia cho 12 ta được kết quả là 5. 5 x 12 bằng 60. 60 trừ 60 bằng 0 này. 0 không chia cho 12 ta lại hạ 0 xuống. 0 chia 12 bằng 0. Như vậy 15.000 mà chia cho 12 ta được kết quả đó là 1.250 đồng. Sau khi tính giá tiền của một cây bút chì, ta sẽ dễ dàng tính được số tiền bạn An mua 6 cái bút chì là, số tiền bạn An mua 6 cái bút chì là, ta sẽ lấy giá tiền của một cây bút chì là 1.250 đồng nhân với 0, 6 nhân 0 là 0 này. 6 nhân 5 là 30, viết 0 nhớ 3. 6 nhân 2 là 12, thêm 3 là 15, viết 5 nhớ 1. 6 nhân 1 là 6, thêm 1 là 7. Như vậy ta được kết quả trùng với cách số 1 đó là 7.500 đồng. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 4. Đó là 7.500 đồng. Vừa rồi cô và con đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập của bài số 17, luyện tập. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.